Vậy ở có những cái món chắc là ăn càng ít càng tốt, mà cái những cái món đó là những món khoái khẩu của dân Houston, là cua với crawfish, là người ta nấu sống để vô trong nồi nó nóng, nó rồn rột trong đó rồi nó còn dở nồi nó chạy nữa, thành ra cái đó Thật tại sự vì ra con không nếu ăn thấy khổ mà sở tại quá nhiều. vì mình theo một cái quan điểm của nhiều người, họ nói vật là dưỡng nhân. Khi mình nói vật dưỡng nhân có nghĩa là con vật đó nó vật dưỡng nhân, người ta đâu có nói chuyện động vật dưỡng nhân, mà chữ vật dưỡng nhân đó người ta cứ nghĩ rằng là tạo hóa tạo ra cho mình ăn, cho nên mình cứ việc ăn. Và rồi ngày nào đó bạn bị bệnh cũng tạo hóa cho bạn bệnh, bạn cứ việc bệnh. Bởi vì cái vòng nhân quả nó đi một vòng là tới mình liền à. Mà những cái gì mà nó liên quan đến bệnh tật, liên quan đến đau đớn, liên quan đến gãy tay gãy chân, liên quan đến xâm hại thân thể đều do cái nghiệp sát hại của mình mà gây ra. Dạ, kính thưa sư, như vậy thì trong bài kinh Thiện Sanh, kinh Giáo Thọ Thích Ca La Việt mà sư đang dạy cho tụi con ấy, Đức Phật ngày xưa người có nói thêm về cái vai trò của cha mẹ đối với con cái không thưa sư? Dạ có Dạ. à, nói về cái những cái mối liên hệ giữa gia đình và xã hội Dạ. thì Đức Phật nói rất là nhiều Dạ. mối liên hệ. Mình đã nói lần trước hình như có liên hệ đến mối hạnh phúc về tình cảm, Dạ. thì mình cũng đã đề cập qua cái bài, trong bài kinh này Đức Phật nói về mối liên hệ giữa vợ chồng. Dạ. Và trong cái bài kinh này Đức Phật cũng nói liên mối liên hệ của thầy trò, Dạ. cũng nói đến cái mối liên hệ của Bạn bè. bạn bè Dạ. đó, mối liên hệ của chủ tớ hoặc Dạ. là của người làm công và Dạ. nhân viên Dạ. với giám đốc, và cái mối liên hệ mà ai cũng để ý nhất đó, Dạ. đó là mối liên hệ giữa cha mẹ và con cái. Dạ. Thành ra nếu khi chúng ta nói về cái mối liên hệ giữa cha mẹ và con cái Dạ. thì trong kinh Giáo Thọ Thích Ca La Việt Đức Phật có nói cha mẹ đối với con cái có 5 điều. Dạ. À, điều thứ nhất á, là nhiệm vụ của cha mẹ là ngăn chặn con làm điều ác. Dạ. Thứ hai là khuyến khích con làm điều thiện. Dạ. Ở trong cái mức độ này mình coi như là mức độ đạo đức á, dạy về đạo đức. Dạ. Đó. Và thứ ba là dạy cho con hoặc là tạo điều kiện cho con có nghề nghiệp tốt. Dạ. Đó. Và đến 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 thời đến tuổi đó Dạ. thì dựng vợ gả chồng cho con, Dạ. mà dựng vợ gả chồng xứng đáng cho con, Dạ. và cuối cùng đó là đúng thời điểm thì có bao nhiêu tài, có tài sản thừa tự đó Dạ. thì trao lại cho con. Dạ. Đó. Như vậy là nếu mà mình nhìn theo cái góc độ là ngăn, một là ngăn chặn con làm điều ác, Dạ. khuyến khích con làm điều thiện, hai cái điều này á, là mình gọi là mình tránh cho con mình những cái tai họa sống về có làm không làm điều ác mà phải phát triển làm điều thiện, đó là đạo đức căn bản. Dạ. Đó. Rồi thì khi mà mình tạo điều kiện cho con mình học hành để có nghề nghiệp ổn định thì cái đó là cái điều thứ ba. Điều thứ tư là dựng vợ gả chồng xứng đáng cho con Dạ. đó, và cuối cùng là đúng thời thì trao của tài sản thừa tự cho con. Dạ. Đó là 5 điều mà người bậc làm cha mẹ phải lưu ý đối với con mình. Còn cái mà nhưng mà đối với người con á, cũng ngược lại, Dạ. người con mà được cha mẹ mà được chăm sóc như vậy mình cũng phải đáp lại cha mẹ 5 điều Dạ. đó. Được nuôi dưỡng nè thì mình phải nuôi dưỡng lại cha mẹ Dạ. đó, và mình sẽ làm đầy đủ bổn phận của một người con có hiếu đối với cha mẹ, tức Dạ. là cung cung phụng nè, chăm sóc Dạ. quan tâm đó, và rồi á mình sẽ giữ gìn những cái truyền thống đạo đức của gia đình Dạ. đó, mình là những cái giềng mối giữ gìn gia đình cho hạnh phúc. Và rồi á khi mà mình được trao tài sản á, thì mình phải bảo vệ tài sản và phát triển tài sản đó, Dạ. chứ không phải là được trao tài sản rồi phá cho phung phí cho hết luôn đó. Và câu cuối cùng đó là mình sẽ làm tang lễ cho mẹ, cha mẹ khi cha mẹ qua đời. Đó là 5 điều mà người con đối với cha mẹ. Dạ thưa sư, nếu mà nói như vậy thì thường thường làm những người cư sĩ làm được, còn quý sư xuất gia thì quý sư có cách nào là để báo hiếu với cha mẹ? Để nói về cái điều mà báo hiếu với cha mẹ về giới tu sĩ thì phải áp dụng cách của Đức Phật rồi.
Là bởi vì Ngài là người con đại hiếu. Nhưng mà vua cha có một mình Ngài thôi. Đó. Vua cha có một mình Ngài mà Ngài đi xuất gia khiến cho vua cha rất là phiền muộn. Và khi mà Ngài trở về, Ngài thành đạo trở về, thì lúc đó đó bà Di Mẫu tức là người đã chăm sóc cho thái tử lớn đó, thì Ngài, bà Di Mẫu muốn xuất gia, thì lúc đó Đức Phật không cho, chưa cho chứ không phải không cho, Đức Phật chưa cho. Thì sau đó đó là Ngài A Nan mới nói là bà Di Mẫu là thay thế mẹ nuôi Ngài trưởng thành đó, vậy tại sao Ngài lại không cho? Đó. Thì Đức Phật nói đó là nếu như đáp tạ cái ân của cha mẹ đó, thì một vai cổng cha, một vai cổng mẹ đi khắp tất cả các nơi làm tất cả những điều cha mẹ muốn thì cũng không đúng với tinh thần báo hiếu. Là bởi vì Đức Phật là không phải chỉ báo hiếu hiện đời mà báo hiếu cho cha mẹ thoát khỏi luân hồi. Bởi luân hồi là rất khổ đau. Đó, là kiếp này mình làm người nhưng mà mình làm những điều không tốt, khi mà mình chết đi tâm thức nó có thể đầu thai vào những cái cõi khác nhau. Đó, cho nên á, là việc của một người tu sĩ mà báo hiếu đó là Đức, đối với Đức Phật thì Đức Phật làm cho Đức thuyết pháp hóa độ cho vua cha đắc thánh quả, tức là vua cha sẽ quay trở lại luân hồi nhưng mà không có rơi xuống vòng ba cái tầng ác đạo, tức là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh là không có. Thì đó mới là chính là báo hiếu. Thì người tu sĩ cũng không thể nào cung phụng cha mẹ bởi bản thân đã rời bỏ gia đình. Nhưng mà nhiệm vụ của người tu sĩ đó là giúp đỡ về tinh thần, về tâm linh. Cái hành trang tâm linh dành cho cha mẹ là rất quan trọng. Và người tu sĩ thì làm điều đó. Như vậy là nếu mà làm được một cái điều như vậy thì con nghĩ cái đó là đại hiếu luôn thưa sư. Tại vì không những giúp cho cha mẹ mình trong đời này mà còn giúp cho cha mẹ mình có được những cái sự có những cái tốt đẹp hơn, đầu thai ở những cái cảnh giới tốt hơn cho những cái đời sau nữa. Và đặc biệt là lúc nào cũng được an lạc, được gần Phật pháp, được đắc thánh quả, thì con nghĩ đó là đại hiếu thưa sư. Thưa sư, nhưng mà trong cái mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái, nếu như mà cái mối quan hệ này mà nó được vui vẻ, trọn vẹn thì con nghĩ cái đó là đại phước đức. Tuy nhiên là nếu như mà có những gia đình khi mà các cái mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái không được tốt đẹp như ý muốn, vì khác biệt về cái, con nghĩ là vì khác biệt về suy nghĩ, về khác biệt về cái văn hóa khác nhau, giống như là ở người Việt Nam thì người con cái thường thì được cha mẹ kỳ vọng rằng lớn lên phải phụng dưỡng lại cha mẹ. Còn ở Mỹ này thì mới 18 tuổi thì các con đã đi ra ngoài tự độc lập, tự sống cuộc đời của mình, và việc phụng dưỡng cha mẹ nó không có được kỹ càng, cẩn thận như là cái phong tục của người châu Á, và vì vậy thì không ít gia đình cha mẹ rất là phiền lòng. Như vậy thì để tránh những cái xung đột này xảy ra trong gia đình á, thì sư có lời khuyên nào cho tụi con và quý vị khán thính giả xem đài, vai trò làm con, vai trò làm cha mẹ, khi mà có những cái xung đột xảy ra như vậy, tụi con cần phải suy nghĩ như thế nào và hành động như thế nào cho cuộc sống nó tốt đẹp hơn? Cái mối xung đột giữa cha mẹ và con cái ở cái xứ, ở không phải chỉ bây giờ đâu, mà nó hiện tại ở xã hội Việt Nam nó cũng có. Sự xung đột này là rất mãnh liệt, là bởi vì xưa là cái quan niệm rằng là tứ đại đồng đường. Tứ đại đồng đường là lúc nào mình cũng có thể ở chung. Thế hệ ông bà, thế hệ cha mẹ, thế hệ con cái, rồi thế hệ cháu chắc luôn. Đó, đồng đường là cùng một nhà. Nhưng mà bây giờ cái quan niệm là riêng tư. Những cái gì đó riêng tư, thành ra là cứ tách rời. Thì cái việc mà mình cung phụng, mình nuôi dưỡng cha mẹ, thật sự mình vẫn có thể làm. Nhưng mà ở cái nhất là ở xứ Mỹ á, là con cái độc lập và rời bỏ gia đình rất sớm. Cho nên cái sự liên hệ giữa cha mẹ và con cái trên thực tế nó cũng không có quá là sâu đậm như là truyền thống của châu Á. Tuy nhiên gặp những trường hợp như vậy, tại vì ở châu Á đó là mình không nuôi dưỡng thì cha mẹ sẽ bị giống như già thì bị bỏ bê. Còn tại ở đây đó thì người già
họ lại không bị thiếu về vật chất, mà đại đa số là họ bị cô đơn. Họ thành ra là cái việc mà con cái mà thường xuyên thăm viếng hoặc gọi điện hỏi thăm, tức là trong tâm mình có cha mẹ đó, thì đó là cái việc người con phải làm. Còn nếu mà người con bỏ lơ luôn đó, thì ông bà phải tự xoay sở. Thì cái phần của người mà cha mẹ mà mình tự xoay sở như thế nào thì là cái phần tới. Chứ còn bây giờ là mình không còn thời gian. Kính thưa quý khán thính giả, vì thời lượng của chương trình có hạn cho nên chúng tôi rất tiếc phải nói lời chia tay với quý vị tại đây. Cho những show ghi hình tiếp theo, chúng tôi sẽ tiếp tục bàn sâu hơn về đạo hiếu trong quan điểm của Phật giáo, cũng như là tiếp tục đoạn thứ tư của bài Kinh Phước Đức. Chúng ta sẽ nói thêm về việc lựa chọn một cái nghề nghiệp thích hợp theo quan điểm của Đạo Phật là như thế nào. Và xin thay mặt những người làm chương trình, xin kính chúc cho quý vị có một thời gian thưởng thức chương trình, nghe đài thật là vui. Chúc cho quý vị luôn được thân tâm an lạc. Và xin hẹn gặp lại quý vị trong những show ghi hình tiếp theo của chương trình Chuyển Hóa Thân Tâm.